Tiếp theo, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin cập nhật với Võ Thành Nhân. kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin đến với cái phần chúng tôi gọi là phân tích khi mà thị trường chứng khoán mất cả 800 điểm như vậy đó thì nó ảnh hưởng như thế nào và đặc biệt cái tính lịch sử của kỳ này á, nó cái kết quả nó có thật sự là nó dằn co để mà nó kéo cái nền kinh tế của Mỹ đi xuống hay là nó bước vào một cái recession vào năm 2020 à, giống như một số người tiên đoán. Đó là lý do tại sao chúng tôi có cuộc tiếp xúc với lại tiến sĩ Tạ Cửa Hải ngày hôm nay. À, trước hết à, xin được kính chào tiến sĩ Tạ Cửa Hải. Xin chào anh Võ Thành Nhân và kính chào quý khán giả của SBTN. Thứ tư vừa rồi là một cái ngày lịch sử khi mà thị trường chứng khoán mất khoảng 800 điểm. Nhưng mà cái 800 điểm lịch sử kỳ này ấy, nó có những cái nét gì đặc biệt mà chúng ta cần phải chú ý không dạ thưa tiến sĩ? Cái kỳ À, đi xuống 800 điểm kỳ này của chỉ số Dow Jones. Nó đặc nó rất là đặc biệt à, là bởi vì đây là cái lúc xảy ra trong mùa hè và mùa hè là cái mùa mà chảy mãn nhất đối với người làm việc à, kể cả thị trường chứng khoán. Chính vì vậy mà à, trong một ngày thứ tư ngày 16 tháng 8 2019 à, thị trường chứng khoán đã đi xuống chỉ số Dow Jones 800 điểm trong ngày. À, tức là khoảng 3.05%. À, chỉ số Nasdaq mất đi trừ 3.02%, chỉ số SP500 mất 2.93%. Nhưng mà điều đáng lưu ý là mặc dù như vậy đó, thiên hạ sao xuyến, thiên hạ lo âu, nhưng mà thực sự mà nói về phương diện kinh tế thì thị trường của Mỹ vẫn tiếp tục đi lên ở cái phương diện là tiêu thụ của dân chúng. Dân chúng Mỹ vẫn đi mua sắm rất đông đảo qua cái thành tích mà quý vị thấy cái báo cáo về kết quả à, của sự buôn bán làm ăn của Walmart và kể cả cái người cái đối phương của Mỹ là Trung Quốc thì Alibaba à, dân dân chúng của Trung Quốc mặc dù nó phức tạp hơn ấy vậy mà họ vẫn đi tiêu dùng với công ty Alibaba một cách tốt đẹp chính vì vậy tôi muốn trình bày cùng quý vị là cái sự thay đổi về giá trị của chứng khoán nó vẫn là sự thay đổi giá trị của chứng khoán theo sự kỳ vọng bởi vì dân chúng họ đánh bạc về chứng khoán chính vì vậy mà quý vị đừng có lo âu mà chúng tôi biết giá trị của chứng khoán là giá trị của sự kỳ vọng và nó rất nhạy cảm với các tin tức thực sự bên ngoài cho nên những cái biến cố nho nhỏ như thế này nó như một trái đồi nho nhỏ mà tự nhiên nó trở thành một hòn núi rất cao rất to lớn vĩ đại làm ảnh hưởng tới tâm lý quần chúng với giới đầu tư và các người à, buôn bán làm ăn trên thị trường chứng khoán chẳng những tại Mỹ mà tại cả thế giới mà quý vị đã thấy. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái công khố phiếu, công khố phiếu loại 2 năm, loại 10 năm, loại 30 năm, vừa rồi đó là cái công khố phiếu ở 2 năm với 10 năm nó có cái gì đó không ổn. Đó là lý do tại sao mà cái nguyên nhân tránh để mà đưa đến cái thị trường chứng khoán mất khoảng 800 điểm. Cái sự đưa đến này nó thường nó thường xảy ra lắm. Trong mỗi lần khủng hoảng trước đây nó có dẫn đầu bởi cái sự à, uh, nó xáo trộn nó thay đổi vị trí giữa cái uh, uh, công cổ phiếu 2%, uh, 2% 2 năm. với công cổ phiếu 10 năm thì lần này nó đi ngược chiều như vậy nó làm cho sự sao xuyến của quần chúng quần chúng thấy rằng uh, cái sự này nó hỗn loạn và ngay cả những, những nước lớn như Đức hay là Anh hay gì đó bên Âu Châu nước Đức chẳng hạn thì họ đã bỏ tiền là họ mua công cổ phiếu uh, chính vì vậy họ cũng Đóng góp vào cái sự làm cho sao xuyến dư luận về công khố phiếu tại Mỹ nói riêng và tại thế giới nói chung Tức là công khố phiếu khi nào mà 30 năm thì nó có tiền lợi nhiều, 10 năm có tiền lợi nhiều, 2 năm nó có tiền lợi ít hơn 10 năm với lại 30 năm Nhưng càng mà lâu, rồi á, thì nó lại ngược à, Càng lâu chừng nào thì tiền lợi nó càng cao yeah. Nhưng mà đây nó đi ngược chiều cho nên nó xáo trộn mọi người Là cái sự công khố phiếu 10 năm lại đi xuống so với công khố phiếu 2 năm bên cạnh cái sự thay đổi như vậy đó cũng có ảnh hưởng tới những người professional ở trong Wall Street những người đó là chuyên môn mua hoặc là coi những cái thị trường đó họ cũng một những cái factor ảnh hưởng tới cái thị trường chứng khoán nó tuột dốc rất là lẹ dạ đúng như vậy à, những người mà chuyên môn của Mỹ à, thì thì nước Mỹ vẫn là cái nước mà người ta nghĩ tới chuyện tiền bạc vấn đề tài chính này nọ vân vân rất là quan trọng à, chính vì vậy mà nó nó ảnh hưởng tới cái vận tốc của sự thay đổi của thị trường chứng khoán nó đi xuống ồ ạt mà quý vị thấy mặc dù xuống ồ ạt nhưng mà lý do đến đi... tại sao nó xuống ồ ạt vậy? nó xuống ồ ạt là bởi vì người ta đi vắng người ta đi nghỉ vacation và thiệt sự họ không có trực tiếp để mà chỉ huy cái cái cuộc giao động của thị trường chứng khoán của chứng khoán công cổ phiếu à, như vậy chính vì vậy mà giống như con rắn bắt đầu không có chuyên gia để bảo vệ chính vì vậy mà nó đi xuống rất là lệ, nhưng mà quý vị đã thấy giá trị của chứng khoán luôn luôn là giá trị của sự kỳ vọng. Nhưng mà vừa rồi đó nó chứng minh nó cho thấy một điều rằng đó là người ta có một số người ta kéo cái cái recession nó sẽ tới để mà đưa đến cái 2020 sẽ có recession hoặc là 2 3 năm nữa mới có recession thì theo tiến sĩ tại Hải nhận định cái vấn đề này như thế nào? Người ta người ta ở đây là phe đối L phương. L phe đối phương với Đảng Cộng hòa tức là phe dân chủ và và các cái giới truyền thông dòng chính họ luôn luôn khai thác tất cả những điểm gì để lái về một chiều hướng là tiêu cực họ nghĩ như vậy họ làm như vậy và họ đã làm luôn luôn mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút quý vị thấy cho nên không có gì lạ lùng mà quý vị thấy cái cái kinh tế của nước Mỹ nó biểu diễn qua thị trường chứng khoán của nước Mỹ nhưng mà thị trường chứng khoán nước Mỹ có lúc vẫn nhạy cảm với với những cái tin tức thực sự bên ngoài chính vì vậy mà quý vị thấy nó thay đổi nhưng mà cái chuyện này nó rất là đoạn kỳ nó ngắn hạn yeah. nó chỉ xảy ra một vài ngày và quý vị thấy nhiều nhất là cái con tuần lễ và cuối cùng mà, tiến sĩ có thể cho biết rằng là cái cái interest rate của Federal Reserve có ảnh hưởng tới cái dụng điện không? À, Federal Reserve có chậm chậm đã được đã được lưu ý bởi Tổng thống Donald Trump là cần phải cắt lãi suất lãi suất chính xuống nhưng mà bởi vì tính cách độc lập của quỹ dự trữ liên bang cho nên họ vẫn vẫn cố đi con đường mà họ suy nghĩ mà thiệt, thiệt sự thì về lâu về dài đằng nào À, nó cũng có ảnh hưởng tức, uh, uh, ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán và kinh tế Mỹ nhưng mà uh, họ đã không uh, có làm phản ứng kịp thời như sự mong muốn của nội các của tổng thống Donald Trump uh, chính vì vậy mà uh, uh, cái họ không có phản ứng kịp thời để mà đáp ứng lại cái nhu cầu về tài chính cũng như về kinh tế của Hoa Kỳ xin được cảm ơn tiến sĩ tại Cư Hải yeah, cảm ơn võ thành nhân và cảm ơn quý khán giả kính thưa quý vị chương trình của chúng tôi và tiến sĩ tại cửa hải đến đây xin được chấm dứt và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Thanh Trang sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.